Hello everyone. Welcome to our English class, Family and Friends, National Edition, Grade 1. My name is Miss Hương. Cô Hương xin chào các bạn đã đến với lớp học tiếng Anh 1, Family and Friends, National Edition. How are you today? Hôm nay các bạn có khỏe không? Okay, first of all, let's sing the song with me. Đầu tiên, cô Hương mời các bạn hát cùng với cô bài hát khởi động nhé. Okay, look at the picture and can you tell me about classroom rules? Các bạn hãy nhìn vào bức tranh và nói cho cô Hương biết về nội quy của lớp học chúng ta nhé. Rule number one, no eating in the class. Rule number two, raise your hand. Rule number three, sit nicely. Rule number four, listen to your teacher. Rule number five, turn on your camera. Rule number six, turn off your microphone. Nội quy thứ nhất, không ăn trong giờ học. Nội quy thứ hai, giơ tay khi bạn muốn phát biểu. Nội quy thứ ba, ngồi nghiêm túc. Nội quy thứ tư, lắng nghe lời giáo viên. Nội quy thứ năm, luôn bật camera. Nội quy thứ sáu, giữ cho micro được tắt và chỉ mở khi cô mời phát biểu. To review the previous lesson, we have a game. You look at the picture and then you choose the correct letter. Để ôn lại bài học trước, cô Hương có một trò chơi cho các bạn. Các bạn hãy nhìn vào bức tranh và sau đó chọn chữ cái đúng nhé. Okay, first one. Look at this picture. It's a car. So, what letter do you choose? Các bạn hãy nhìn vào bức tranh này. Đó là gì? Đó là một chiếc xe. Như vậy chúng ta sẽ chọn chữ cái nào đây? A, B or C? Letter C. Okay, let's check. Next one. Look at this picture. What is it? It's an apple. And what letter do you choose? You choose letter A. Okay, let's check. Good job. Okay, next one. How about this picture? What letter do you choose? You choose letter C. Okay. Okay, the last one. What is it? It's a bat. So, what letter do you choose? You choose letter B. Okay, let's check. Okay, today we are going to learn about the unit 1. What color is it? Lesson 4, numbers. Hôm nay chúng ta sẽ học bài 1. What color is it? Bài số 4, numbers. Are you ready? Let's start. Các bạn đã sẵn sàng chưa? Chúng ta bắt đầu nào. Okay, now let's find out our lesson today. First, let's look at the tree. Bây giờ chúng ta cùng tìm hiểu bài học ngày hôm nay nhé. Đầu tiên các bạn hãy nhìn vào cái cây này. Do you remember this fruit? What is it? Apple. Very good. And look at the apples. Let's count the apples with me. Các bạn hãy nhìn những quả táo và hãy đếm những cái quả táo này cùng với cô nhé. How many apples? Listen and repeat. One. Các bạn lắng nghe và lặp lại cùng với cô nhé.
One. How about this? How many apples now? Bây giờ thì có bao nhiêu quả táo? Two. Two. Two apples. Next. How many apples? Three. Three. Okay, now how many apples? Four. Four. Good job. How many cats? Let's count. One, two, three. Now repeat. Three. Three. Let's see how to write number three. Four. How many cars? Let's count. One, two, three, four. Now listen and repeat. Four. Let's see how to write number four. Okay. Okay, look at these pictures and answer my questions. Các bạn hãy nhìn hình và trả lời câu hỏi của cô nhé. How many cats? Three. Okay. How many red cars? Four. Good job. Now listen and repeat. Three white cats. Three white cats. Count the cats. One, two, three. Four red cars. Four red cars. Count the cars. One, two, three, four. Now let's sing a song with me. In this part, count, circle and say. Ở phần này, các bạn hãy đếm quanh vào hình và đọc cùng với cô nha. Boy. Boy. Car. Car. Bat. Bat. Cat. Cat. Apple. Apple. Now let's circle and count. How many apples? One. One. How many boys? One, two. Two boys. Two. How many cats? Two. Two. Good job. How many cars? Let's count. One. Two, three, four. Four. Okay. And the last one. How many bats? Three. Three bats. Look at the pictures and then you answer my questions. Okay. Are you ready? Let's start. Các bạn hãy nhìn vào bức tranh và sau đó trả lời câu hỏi của cô nhé. Các bạn đã sẵn sàng chưa? Chúng ta bắt đầu nào. Now look at the picture. How many cars? Two. Good job. How many apples? Three. Three what? Three apples. Very good. How many cats?
One, two, three, four. Four cats. Well done. How many boys? One boy. That's the end of our lesson today. It's time to say goodbye. Goodbye everyone. Đã kết thúc bài học của chúng ta ngày hôm nay. Cô Hương chào tạm biệt các bạn nhé. Okay, let's sing a goodbye song with me. Bye bye, goodbye. Bye bye, bye bye, goodbye. I can clap my hands. I can stamp my feet. I can clap my hands. I can stamp my feet. Bye bye, goodbye.